Đây là cái địa chỉ Hồ Chí Bắc nha. Đây. Phở Red Bò. Hello, xin chào cô chú bác thân mến, buổi sáng. Hiện tại giờ là sáng Chủ nhật tại khu Bô Sa. Hôm nay mình đi, cả gia đình mới đi nhà thờ ra. Xong chào rồi thì có một cái nhà hàng, nó gọi là Red. Red gì đây? Red Bò. Red Bò. Cái này là trong này người ta bán phở của bác với là có những cái món khác nữa nhé. Cái này thì người ta mới khai trương thôi. Cho nên hôm nay mình vào đây, thứ nhất là mình vào đây để mình thử những cái nhà hàng mới khai trương tại Bô Sa. Và thứ hai nữa là mình cũng, nhà mình cũng đi ăn sáng. Cho nên mình hay nói là những cái nhà hàng mới mở thì mình không biết ngon hay dở. Nhưng điều cái này là cái là mình rất thích đi review để chia sẻ tới cho cô chú bác và anh chị em ở xa gần để biết được tại cái khu Bô Sa, cộng đồng Việt Nam mình có những cái gì mới. Và cái tên này là cái tên là mình thấy rất lạ nghe. Cái bảng hiệu là cái size mẫu hình vuông, nó có con bò, nó gọi là cái màu đỏ, giống như là cái lon bò hút ấy. Red bò, Red bò, cái đúng là Red bò, Red Bull, Red bò, Red bò. Vì mình hiện tại giờ mình đang đứng trước mặt, rồi mình sau khi mình chia sẻ với cô chú bác xong thì mình sẽ quay cái size của cái tiệm để cho cô chú bác nhìn thấy. Cái size này thì mình thấy cũng hơi lạ nghe. Mình nghĩ cái chỗ này là người ta bán chắc có lẽ là 50-50 Mỹ với Việt Nam đó cô chú bác. Vì nó cũng nhích ra cái khu Bô Sa xíu. Rồi hôm nay là mình sẽ vào thử cái tiệm phở mới nha, cùng gia đình mình để vào đó coi thử có cái gì đặc biệt không nhé. Giờ mình quay cái điện thoại lại để mình xoay quay cái tên cho cô chú bác thấy nhé. Mình đang thứ nhất là kiếm chỗ đậu xe, thứ hai nữa là mình đang chạy trước mặt cái tiệm này. Đây, con bò, rồi cái chữ tiếng Anh là Red, rồi có tiếng Việt là bò. Đây cô chú bác, lạ. Thôi đi vào nhé. Red bò đây cô chú bác. Cái nhà hàng này á, mình vô rất là có cảm tình, rất là sạch sẽ. Nói là nó rất là nhìn rất là bắt mắt luôn cô chú bác nha. Và đây là cái tên của Red bò này. Oh, xin lỗi. Cũng nói tiếng Việt nhỏ nhẹ. Đây mấy cái em làm việc ở đây là toàn mấy đứa trẻ không chứ bác? No, the tea in house, okay? We make the tea in house. The only thing, coffee, cream, we're already made, okay? Okay. So we do have truffle fries, egg rolls, bò chữ là red này, rồi dưới này là Bò quay cái địa chỉ trước nha, chúng tôi quay location của chú bác nha. Cái này là có ở Garden Road và ở đây là thuộc về thành phố Westminster của chú bác. Và đây là cái không gian của cái nhà hàng nha. Cái món bò kho, cái bức hình mà treo lên tường của chú bác, cho nên mình chụp, mình bỏ vô video luôn để mình gửi cho cô chú bác nhìn thấy nha. Và không gian trong nhà của chú bác nhé, nhìn rất là sáng sủa và rất là đẹp của chú bác. Ở đây là cái chỗ này là trong khu vực kia là bếp, ở đây là mình nghĩ chắc đây là cái chỗ tính tiền đó của chú bác. Thấy vậy sao không nói tóm về, nói về cái sạch sẽ là cái này là mình thấy là số 1 đúng không chú bác nha, số 1. Và ở trong này là mấy đứa em là rất là trẻ mà rất là hoạt bát mà rất là vui, và mình rất là thích cái cách mà mấy em phục vụ cô chú bác, rất là niềm nở, rất nhiệt tình không cô chú bác nha. Họ để như vậy nhìn sạch sẽ không? Bưng ra cho một cái khay như thế này, sạch sẽ không? Như thế chứ. Dạ nha, ăn một tô phở mình mà rau đã giá kiểu này cô chú bác. Đủ các loại rau. Mà cái giá này nó trụng sơ rồi.
không phải là trụng quá kỹ mà trụng sơ, thành ra là rất là trụng sơ rồi ha. Trụng sơ rồi. Ồ, nó gọi là qua nước sôi rồi đó. Đúng rồi, thành ra là sạch sẽ nữa. Thực sự mà nói là cái rau quế này, cái rau quế mới là đúng rau quế thơm của chú bác nha, mình gửi cái này. Wow. Rất là thơm luôn. Chứ còn cái cọng to ăn không nào. Mình vô sớm cho nên mới mở cửa cô chú bác. Chưa thấy giờ luôn. 11 giờ họ để là 11 giờ. Phải nói là cái cách design rất cái trong nhà hàng rất là đẹp của chú bác nha. Rất sạch sẽ. Cái tương đó là tương ăn phở đó đúng không? Tương ăn phở. Họ làm như là nhìn để cái hũ nhìn nó sạch sẽ chứ không có phải là nha. Để em thấy nó có cả ớt này không sa tế. Tính, ớt này không tính tiền của chú bác nha. Cái này là sa tế đấy, có sa tế đấy. Ăn bò kho là sa tế này. Cứ sậy luôn, để múc thử ít sa tế vào đây của mình. Bỏ thêm ớt, chỉ thôi, chỉ chấm thịt bò. Rồi nặng thêm một miếng canh thôi nè. Nặng thêm một miếng canh thôi đây. Quá là tuyệt vời. Chút hồi anh xin em giải thích lại. Every slider have different cheese, different sauce, okay? Thấy ông ăn thịt bò healthy của này. Can I wag you luôn, okay? Okay, cảm ơn em nha. Thank you, thank you. Mấy đứa nhỏ ở đây làm việc rất là chu đáo nhiệt tình của chú bác nhé. Okay, yeah. Chocolate fries, gọi là slider. Những cái hamburger nhỏ nhỏ mà nghe như cái cậu mà thực vụ bàn nói là mỗi một cái bánh này là có một loại cheese khác nhau. Thì theo như em nhìn thấy đây này, nó có loại chi màu vàng, chi màu trắng này, mỗi một cái là nó có một loại chi khác nhau. Đó, nha, nhìn thấy ngon không? Đó. Nó làm rất là nhìn thấy rất là ngon luôn á. Ba loại là ba cái chi khác nhau. Loại là ba loại còn chi cái khác bò nhau. Này là bò gì? Wagyu. Wagyu của chú bác nha. Ừ. Thế mình bỏ cái đó có. Beef stew. Đó là bò kho. Bò kho. Bụng đang đói mà giờ con bưng ra là càng đói thêm. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Loại chi cũng thêm. À, đủ rồi đó. Rất là đủ rồi. Ok, cảm ơn con. Wow, cái tô nhìn đẹp. Đây, cái tô phở. Ở đây họ nói là có hai loại bò. Mà một loại là Wagyu với một loại gọi là Brush Beef. Con bò này giống như bò ăn cỏ ấy, thì nó sẽ ít mỡ hơn. Đó. Em thử cái nước coi nè. Ồ, cái nước rất là thanh nha, ngon nha. Em chưa bỏ gì hết mà em thử cái nước trước đó. Ồ, ngon nha. Rất là thơm, ngon. Bây giờ em mới bỏ tương anh phở vô. Cái tô này em kêu tô nhỏ, mà em nghĩ tô nhỏ ăn là biết rất là vừa rồi. Thích một cái là đây họ bỏ cho mình là giá trộn này. Giá trộn là em thích giá trộn. Không phải là trộn kỹ đâu mà trộn sơ thôi. Mời cô chú bác nha. Cái thịt bò của chú bác phải nói là cái thịt bò mà phở á, phải nói là đúng nhất luôn. Bò phở ăn rất ngon. Còn mình đây là bò kho, gia đình mình ăn ba món nhất. Cái chén đó à. Để em muốn tìm cái chén à, chung chén cho tránh chung cũng được. Đây em bỏ cái rau này vô nè. Rau này vô. Có cả ớt xanh. Cái phở bò này á, cô chú bác mà ăn chắc có lẽ là mê mệt luôn quý bác nha. Mình bảo đảm luôn.
bò rất là ngon, mềm rất là ngon. Nhưng được cái bò kho thì mình chưa có thử này. Một cái tô bò kho rất nhiều của chú bác nha. Rất vừa ăn. Người ta bán á, cái người ta nấu cái khẩu vị kiểu này á để mà cho nó không có mặn lắm, vừa thôi. Hợp với tất cả mọi người. Để hợp với tất cả mọi người. Gần bò cực kỳ mềm. Nóng hổi luôn. Bò rất là mềm. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn của chú bác. Ngon này, của thịt ngon không? Của thịt ba cái hamburger và kiểu ba cái chi khác nhau. Vô đây á, gia đình ba mẹ thì ăn phở, con thì ăn hamburger, thì họ làm này là đúng. Nóng của chú bác, nóng, nóng lắm. Bò mềm. Mì à? Này để chặt cho nó nguội, nóng lúc ăn không miệng á. Tôi đá cho nên nóng lâu. Cái này để lâu ăn được, còn phở thì mình phải ăn liền. Cái tái của bò anh ăn miếng thử mà anh phải thấy và nói là rất là ngon, rất là mềm, nó mềm mà mềm cái kiểu đúng là qua gu thật của chú bác. Cái này phải là bò qua gu, nó gọi là bò ăn cỏ. Mình nói lộn, cái bò qua gu là cái bò hamburger của con mình. Còn cái bò mà bò ăn thở là gọi là bò ăn cỏ. Bò này chỉ ăn cỏ thôi. Ăn một cái tô bò kho ở đây nó thực sự nó chất lượng. Chất lượng vô cùng luôn. Quá chất lượng luôn các bác nha. Cái nước bò kho này á, ăn hủ tiếu bò kho rất là ngon. Cách của người ta làm, sốt của người ta các bác. Bò kho đây nó có ba cái chọn lựa. Một anh có thể ăn với cơm, hai là ăn với hủ tiếu. Hủ tiếu bò kho, bánh mì. Thay một cái là bánh mì. Bò kho nha, tiêu cái này ra. Một ăn với hủ tiếu, hai ăn bánh mì, ba ăn với cơm. Ba cách lựa chọn. Người ta hỏi mình. Cái này có hai location đó, cái Garden Road và cái đây thôi bác. Những điều mình vô cái tiệm mà trước mắt là mình khen là khen cái sạch sẽ. Rồi bắt đầu chờ đồ ăn ra, mà khi đồ ăn ra rồi thì mình phải nói là ăn thì phải nói không chê luôn á. Ngon tuyệt vời luôn. Anh còn nóng. Nước ăn đấy, ôi lên nước ăn đi. Cho nên mình nói á, những nhà hàng mà mới khai trương mình cầu mong là người ta làm đồ ăn vừa miệng ngon để mình có cơ hội để mình chia sẻ đến cho cô chú bác khắp nơi. Thôi vậy thì mình đổi qua cái này cho vợ mình. Rồi mình ăn thử phở nha. Phở thì hồi nãy mình có ăn thử miếng bông, miếng thịt bò rồi. Thịt bò rất là ngon. Này, thịt bò này. Cái này nó bằm bằm ra nha. Hồng mè. Thì thử phở chưa? Chưa. Bà cho con miếng thịt. Ok, ba chấm chút chút này nha. Xíu rồi nó.
con ăn là bạn hết rồi, thế còn có miếng cuối cùng của con cho con đó. Bò kho thì bò kho thì không chơi được rồi. Ngon quá của chú bác. Em thấy cái tô đó nó làm giữ cái độ nóng được lâu. Thử cái hamburger của mình đi bác. Thì cũng thử cái bọc không? Đặc quá. Thử đi hamburger nha. Đây, wow. Bò, wagyu, ba cái loại chi khác nhau. Hamburger vừa vừa ăn nó không có ớt. Một phần thứ ba cái cũng nhiều. Nó ngon. Em phải. Giờ cái bò kho được cho mình lại. Vậy là hôm nay mình ăn được 3 món nữa. Nhà mình ăn được 3 món nữa. Lần đầu tiên mình thấy bán bò kho để cái thố này có lắc rất là hay. Rất là hay. Cái ly nó cũng sạch sẽ nữa nha. Đồ kho mình giờ mình biết là hơi nguội, giờ bắt đầu ăn được á. Cái nhặt đã. Rồi mình ớt được tay nữa. Nhỏ thơm. Cái hàng này mà ví dụ như là con chứ nào mà không muốn ăn được để ăn cơm thì nó ăn được cái bữa thì ngon, ăn sai. Có con nít dẫn tới đây là nó thích ăn đồ Việt Nam, cũng có mấy cái hamburger cho ăn cũng hay. Thank you.
rất ngon đó. Thấm vô cái ớt này nè, đó, ớt đây. Ớt trộn có miếng chanh không đó. Có miếng bánh mì nè. Là hôm nay mình vào gia đình mình vào ăn cái tiệm này cô chú bác, mình rất là hài lòng luôn. Cái đồ ăn rất là vừa ăn nha, đồ ăn rất là vừa ăn. Mà cái từng giống như mình nói phở, mình giải thích về phở trước đi. Cái phở cái bò thì mình không chê, còn cái nước phở á thì cái kiểu mà không có nấu theo kiểu mà hương vị đậm đà là nghe mùi phở lắm. Là vì cái hụt này có thể làm ăn cho mình nữa. Nhưng ăn rất là ngon. Còn cái bằng cái tô phở đó cũng vừa vừa thôi. Còn cái bò kho của mình, cái bò kho thì mình thật sự mà nói là không mặn không nhạt, rất vừa ăn. Thịt thì không cần phải chê rồi, hầm vừa đến ăn luôn quý bác. Mà một cái số này rất là nhiều nha. Cho nên mình cũng giải thích lại, nếu mà cũng vô đây của chú bác, người ta sẽ với mình cái bò kho, người ta sẽ hỏi mình là mấy cái em sẽ hỏi là mình muốn ăn cơm với bò kho hay là mình muốn ăn hủ tiếu bò kho hay là mình muốn ăn bánh mì. Đó, mình thích cái gì thì mình nói. Nhưng được một cái thố này á, theo mình nghĩ á, là cũng phải là một gấp rưỡi một cái phần mà người ta bán gần 20 đồng của những cái con khác. Còn cái hamburger của con mình á, thì giống như hồi nãy mình giải thích rồi, cái bò là bò Wagyu mà cộng thêm một cái lỗ french fry này, mình dễ thương không? Mình rất dễ thương. Còn cái bò mà trong cái tô bò kho của mình á, bò này không phải Wagyu mà cũng phải là filet mignon luôn, gọi là bò ăn cỏ. Không, bò ăn cỏ là tô phở của vợ mình chứ không phải cái bò này. Bò này là bò bắp. Cái bò bắp luôn này, trong đó nó có mấy cái nhặn nữa, cho nên ăn rất là ngon, rất ngủy. Nói tóm lại hôm nay gia đình mình kêu ba món, ăn đều hài lòng, ăn đều thích. Đó. Cho nên là mình nói là có một cái tiệm mới để mà mình đến thử, để mà chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Giống như mình hay nói đó, những cái nhà hàng mà mới mở khó hiểu lắm. Có nhiều cái nhà hàng mình mới vô, người ta mới mở mình vô ăn, mình không biết nói như thế nào. Thì đôi lúc có nhiều cái cô chú bác xem cái video nói về review ẩm thực của mình, thì mong cô chú bác hiểu và thông cảm. Là vì có thể là những nhà hàng mà ăn nó không ra cái gì, thì mình cũng phải khiêm tốn, và mình cũng phải nói như thế nào để cho nó được cả mọi được tích được cả mọi bên đó, và được cả cô chú bác, mong cô chú bác hiểu nhé. Còn ví dụ những nhà hàng mà mình vào ăn là mình cảm thấy ngon, thì mình đúng để mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em, thì cái đó là mình vừa nói được cái giống như ngày hôm nay, là những cái món mà mình gọi hôm nay thì so với khẩu vị của gia đình của mình thì mình cảm thấy rất hài lòng, ăn rất là vừa miệng. Và cái giá cả thì mình chưa có biết, mình chắc có lại một cái này cũng 17, 18, 19, 20 đồng đó. Không, ở phở thì em thấy là cỡ khoảng 15 đồng. Phở cỡ 15 đồng. Còn cái nghệ thì hamburger thì chắc 18 đồng, chứ không có cái ship. Vậy là món nào cũng dưới 20 đồng á, dưới 20 đồng. Nếu mà những cái món dưới 20 đồng á, giống như mình nói cái giá trị, giống như cái tô này mà đảm bảo bán dưới 20 đồng là quá ok con ra. Vì thực sự mà nói một cái tô này hai vợ chồng ăn cũng đủ luôn đấy nha. Nhiều tô này hai vợ chồng ăn đủ đó. Đó. Và ví dụ như hai vợ chồng vô kêu một cái tô kho này, mình có thể kêu những món ăn chơi nữa thôi. Tại vì nếu mà con kêu thêm một cái tô phở thì có thể hai vợ chồng ăn không hết. Tại vì mình nhìn thấy một cái tô này rất là nhiều luôn á. Mình ăn cũng sắp no rồi đó nha. Nhiều quá rồi, ăn nãy giờ luôn á. Được cái là ăn cuối cùng bò cắn vô miệng. Ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bò này mà mấy bác là lớn tuổi á mà răng yếu cũng được, ăn cũng được thôi bác nha, vì mình thấy nó rất là mềm luôn, mềm ngon chứ không phải mềm mà không ngon nha, không phải mềm mà bị nát luôn đâu nha cô bác, mềm mà mềm ngon đó. Ừ. Thêm một nữa. Ở đây nó cho cái ly này. Em thích cái ly nước cũng như vậy. Để mình tính tiền, rồi mình coi cái receipt bao nhiêu, rồi mình sẽ gửi đến cho cô chú bác biết được là hôm nay nhà mình ăn 3 món. Hôm nay là mình ăn 3 món chứ ngoài ra không có những cái nước ngọt, không có cà phê, không có gì hết cô chú bác nhé. Để mình có được 3 món bao nhiêu tiền để mình gửi đến cô chú bác và anh chị em. Thì thôi mình xin dừng video tại đây. Đã có một nhà hàng mới khai trương, nhiều món rất ngon. Trong này nó còn nhiều món nữa cô chú bác nhé. Và mình rất hài lòng, cho nên mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Thì nếu mà có dịp cô chú bác và anh chị em đến đây thử để coi thử có vừa mình với cô chú bác và anh chị em không. Thì theo khẩu vị và theo sự nhận xét của mình là mình thấy cái nhà hàng này ok, mình sẽ trở lại và tiếp tục ăn những cái món khác nữa cô chú bác nhé. Thì thôi mình xin dừng video tại đây. Mình chúc cô chú bác và anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và hẹn gặp lại video tiếp theo với kênh của Hoàng Family TV. Và mọi người nhớ coi khúc cuối cái địa chỉ và cái giá bao nhiêu tiền của cái nhà hàng này cô chú bác nhé. Đây, sau khi mình ăn xong và trả tiền, đây trên tay mình là cái receipt và địa chỉ, và đây là những cái giá của những cái món mình ăn ngày hôm nay đã chưa cô bác, cũng 15, 16 hoặc 17 đồng đó, thì tổng cộng là của mình ăn xong xuôi hết đó, ăn xong xuôi hết là đây cô chú bác 55 đồng cộng 5 đồng lẻ 9 thuế, và mình cho 9 đồng tiền tip, và tổng cộng là 60 đồng lẻ 9 cent cô chú bác nhé.